Hello, xin chào tất cả mọi Xin chào cả người. nhà nha. Trời ơi, đây nè cả nhà ơi, nghiêu nghiêu khắp xã. Đó, trời còn khói nghi ngút nè, thấy không cả nhà? Đây, đây là nghiêu xào lá quế. Uống nước ngọt với em nè cả Nè, nước nhà ơi. sốt nè, thấy không? Đó. Đây cả nhà thấy nước sốt ngon không? Đó, để ra lá quế nó xèo này à. Còn đây là cơm tấm xà bì trưởng. Đó. Rồi, mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Hôm nay mời cả nhà ăn nghêu hấp xả với này. Mà để thèm nghêu hấp xả nè cả nhà ơi. Nước coca Một phần nghêu hấp xả gì cũng đây em ghiền ăn trứng chồng em chiên mà cả nhà, trứng chiên giòn nè cả nhà, em ăn trứng không thôi. Chiên giòn á cả nhà, mình để đổ dầu vô rồi đợi dầu nó nóng mà nó bốc khói lên nó, rồi đập trứng vô cái là nó phồng lên liền, phồng lên là nó giòn. Mà cứ nhà miếng cơm nha. Cơm trời lạnh lạnh đó cả nhà, ăn nguyên hấp xả hết sạch luôn. Còn bốc khói luôn, thấy không cả nhà? Em đang cho con bú không có uống bia được nha cả nhà, này mà có bia thôi ha. Còn gì ha? Trời em chỉ em đó. Mời cả nhà miếng nghêu nghêu xào lá quế cả nhà. Nghêu xào lá quế này nè cả nhà, để chỉ công thức cho cả nhà mình làm. Muỗng muỗng múc canh loại này nè, muỗng múc canh cả nhà múc hai muỗng đường, nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng nước mắm, rồi nửa muỗng dầu hào bỏ vô, rồi một muỗng tương ớt. Ai muốn ăn cay chút xíu nữa thì mình cho thêm chút xíu tương ớt nữa, muỗng rưỡi tương ớt. Tương ớt là xài tương ớt nào, chi cho mát hay là tương ớt nào cũng được, cho con gà không, nhưng mà ăn gà anh xài nào. Tương ớt con gà là vừa ăn là ra cái vị vừa ăn luôn á cả nhà. Trời nó ngon nữa, cái vỏ em nếm sạch luôn. Cái này mà có 1 lít rượu là có bia kìa, uống bia không? Thôi thôi thôi. Không khuyến khích nha cả nhà ơi, uống nước ngọt đi cả nhà, đúng không? Nhưng mà không khuyến khích uống nước ngọt luôn nữa, uống nước ngọt nhiều cũng không tốt đâu cả nhà ơi. Đó. Nói chơi thôi chứ nguyên dĩa này mà gặp mấy cái ông mà sáng lít chiều lít đó, là trời ơi nguyên dĩa này là ổng ngồi từ sáng tới chiều luôn á. Còn nóng nè, ổng hút lên. Hút cho nó lẹ. Đó. Rồi ơi trời, lấy cái muỗng thấy cưng không nè cả nhà. Lấy muỗng thấy cưng. Lấy muỗng uống rồi.
hút nước nước nghiêm. Mà sao em về Việt Nam em có thèm mất nha, mà chuyến này lại thèm, biết sao không? 5-6 năm mà chưa về cả nhà ơi, bây giờ thèm cái cảm giác mà ngồi quán ốc ăn ha, ăn đủ thứ loại ốc rồi xong rồi cái kêu một dĩa mì xào rau muống với ốc móng tay đồ ra nó như hấp xả thố tệ trong thố khố vậy. Cái chỗ mà mỗi lần mình ăn với Trí đó, chỗ đó nó bán cũng ngon đó mà vừa rẻ, ở bên quận 8 trong cái hẻm chứ mỗi lần á cả nhà, tại vì năm nào em cũng về 2-3 tháng hết đó, đâm ra em không có thèm. Còn lâu cái chuyến này là lâu rồi, 5 năm rồi, 5 năm mấy rồi, gần 6 năm rồi. Bởi vì em thèm cảm giác là ngồi quán ốc thèm lắm luôn cả nhà ơi, không biết. Nói chung bây giờ thôi cả nhà, cả nhà cho nhiều chia sẻ, nhiều like cho gia đình em đi, để tụi em có động lực đi về Việt Nam. Việt Nam em quay quay cho cả nhà coi, quay đồ ăn Việt Nam cho cả nhà mình xem, cho những người giống như gia đình tụi em mà lâu quá chưa về Việt Nam á. Bởi vì hồi trước em mới ngồi em nói xong rồi đó mình về, mình không ở đại lúc mà đám cưới không về, ở 5-6 tháng này. Giờ qua chắc đi lụm lon luôn. Giờ mà muốn về Việt Nam á, tại lúc đó cả nhà chưa có con cái, đi đâu nó cũng dễ dàng, nó không có ràng buộc con cái. Còn giờ muốn đi đâu con cái đầm đề, muốn đi về Việt Nam là cả một vấn đề. Đưa cái hồi đó chưa có con á, không chịu về, ta ở lâu lâu. Nhưng mà mình em là cũng ở lâu rồi, nó 2.5 tháng gì nữa. Cái này nè, cái này là ấy rồi, trời ơi, vắng má. Ấy gỡ cái chén mắm bây giờ. Ăn nhiều này phải chấm với mắm chua ngọt. Hôm nay là kỷ niệm 17 năm em ở Mỹ cả nhà. Giống như sạm bè nằm vô một cái nè. Vô. Vô cái nhà em. Lâu lắm rồi vợ chồng em không có biết tới cái cảm giác đi ra ngoài ăn hay là đi đâu chơi để lọc rồi. Nhất là chồng em bị chai sạn cảm xúc và em cũng vậy luôn. Cũng muốn đi lắm rồi mà giờ dính thêm thằng nhỏ nữa cả nhà, mới có mấy tháng là biến sách đi ra ngoài lắm, nó khóc oe 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 đi, nó bực bội thêm lắm cả nhà. Bởi vậy mình đi ăn đi uống mà mình có con nhỏ gì em thôi thà ở nhà luôn, em thà ở nhà thôi, mua đồ ăn rồi ăn lại. Chứ gác đứa con mình nó vừa lạnh lẽo, trời lạnh gác nó đi ra ngoài tội nghiệp nữa, lạnh lẽo rồi mốt mùa hè anh dẫn đi tới đi tới quán ăn có hả, nó ngủ không sao, nó thức cái nó quậy luôn, nó khóc. Mốt mùa hè anh dẫn hai con anh đi chơi đi. Nó. Em thấy tội nít bên này cả nhà ơi, gú gú trong nhà không. Mỗi lần mà cho nó đi đâu chơi, hai con em mỗi lần mà cho nó đi đâu ra đường chơi, thằng lớn cả nhà là nó giống như con chó mà được sống chuồng vậy cả nhà, nó chạy khắp nơi vậy, nó excited lắm, nó bị ba la hoài. Em nói chồng em hoài, em nói thôi để đi anh ơi,
ở nhà nội ở nhà nó đã hai bờ rồi, đi ra ngoài đường trời nó còn hai bờ hơn nữa. Ra đường nó vui á, nít mà. Rồi cái mắt cười lắm cả nhà, bắt đầu chồng em giận á, mà nó nít biết gì. Ăn xào mì bỏ lên cũng ngon nhỉ. Ngon không ta? Làm đơn thôi nữa mà ngon không? Cũng bỏ mì mới vậy. Ngon cả nhà ơi. Hấp một miếng nè. Nóng nóng ha. Thanh thanh, thơm thơm vị xả cả nhà, ngọt ngọt của vị đường. Tại không có vốn cả nhà ơi, có vốn mà mở thôi. Có vốn thì mở, mở nhà hàng nhỏ nhỏ, mở nhà hàng Việt Nam rồi. Bán nhiều hấp, nhiều hấp xả lộ thái, lẩu gà ức hiểm. Anh mà bán lẩu thái là được được ha. Anh nói lẩu thái ngon. Bún bò xào. Đây cái món ốc nướng là. Nhưng này nhỏ quá. Ăn khóa ăn nhiều cả nhà, không có canxi á. Em mà đi mấy cái buffet mà có nhiều ha. Là ăn mấy dĩa. Ở bên New Mexico anh, như sành đi đó, nó cũng xào nhiều giống vậy nè, mà không có ngon bằng. Em ý mình nói là mình đưa cho nó cũng xào vậy đó. Nhưng mà xào ngon bằng tôi xào. Em xào là hết sảy vào bảy luôn đó cả nhà. Tại đó em bán quán nhậu. Cái này em bỏ trứng muối vô cái làm giống như trứng muối được cái bếp mì ăn. Người ta nói cái ốc hương là cái ốc mắc tiền mà nó ngon. Em không thích ăn ốc đó nha. Em nói thiệt. Cái này là kêu bằng cháy tỏi. Được không? Xào trứng muối thì làm khác nữa. Sao trứng muối thì mỡ. Xào tỏi lên, phi tỏi lên cho thơm chứ. Hồi lúc anh bán bún bò xào ở Việt Nam bán được không? Cũng lai rai. Bán trong hẻm mà. Bán kiếm kiếm cơm sống qua ngày thôi. Con đó, hút đi. Rồi. Cái măng này. Thôi, nó sẽ mà. Rồi, qua đấu tới này cả nhà. Để sáng mai không để à. Nó hấp. Yêu này hơi nhỏ.
cỡ. Không có thịt. Không phải, hơi nhỏ rồi. Tại người ta luộc nó bị teo hết trơn. Ừ. Chứ nhỏ chút xíu nữa. Ê. Bữa nào mua cái nghêu tổ. Về nước mưa hành á. Quá. Mai đang thiệt á. Đang giả là tèo teo rồi. Nó có mấy cái cục cát đó không? Không phải mấy cục cát mà nhiều khi mấy cái mai của nó bị mẻ. Quá đã cả nhà ơi. Trời ơi cả nhà. Nghêu nhỏ nhưng mà nó nước nó ngon cả nhà. Nghêu nhỏ mà nước ngon nha cả nhà. Nước là hết. Nói chết. 10 điểm nha cả nhà. Tự nấu tự khen luôn. Anh đang ăn lá chì đó, anh ăn rồi cho nó giải. Có xả, có gừng. Làm như người ta bị cảm. Người ta bị ăn lá chì không phải cảm đâu. Trời ơi. Thêm bác sĩ này nữa là giống đau bụng cho thúng thúng nhức đầu. Rồi sạch bách cả nhà ơi. Còn cái tô nước không, thúc miếng. Rồi muốn ngồi húp hoài luôn đó cả nhà. Rồi sạch bách nha cả nhà. Rồi còn xả với gừng thôi. Không ăn được. Rồi video tới đây là đã dài nha cả nhà. Đó, vợ chồng em cũng đã ăn hết nghêu xào lá quế và nghêu hấp xả một dĩa cơm. Đó. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu của mình ra để coi video của hai chồng em nha. Đó. Nếu thấy hay cho hai chồng em một like, một share, một subscribe với nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào video kế tiếp nha. Bye bye. Bạn bên nhà, bạn cả nhà nhé.